Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì tôi đang ở Ngân hàng Quốc tế tại thành phố Thái Bình quý bạn nhé. Nơi mà tôi vừa mới mua một chiếc xe Mazda BT50 2017 quý bạn nhé, biển Thái Bình. Đây là cái chỗ này là đối diện với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đấy ạ. Đấy, Ngân hàng Quốc tế đối diện với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình các bạn nhé, ngay tại thành phố Thái Bình đấy ạ. Tôi muốn quay cái video này là để tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Mazda BT50 2017 tên tư nhân, một chủ từ đầu quý bạn nhé. Chiếc xe này mới lăn bánh có 10 vạn km thôi, và tôi quay để cam kết với quý bạn là cái đồng hồ này tôi không tua nhé, cam kết đồng hồ là tôi không tua đấy ạ. Tôi vừa mới mua xong, vừa mới thanh toán cho chủ xe đấy ạ. Đấy là bây giờ là chiếc xe này tôi chủ xe đang dọn đồ bên kia cho quý vị và các bạn xem về cái đồng hồ chuẩn của chiếc xe này nhé. Và vẫn còn nguyên cái phiếu nhắc thay dầu của chiếc xe này ạ. Chiếc xe này còn 4.000 nữa mới phải đi thay dầu ạ. Đấy, cái phiếu thay dầu đang treo ở dưới đây là còn 3.000 nữa, chính xác là 3.000 nữa là mới phải thay dầu. Đấy, thưa với quý vị và các bạn nhé. Và đây là cái đồng hồ của chiếc xe đây, thưa với quý vị và bạn, là chiếc xe nó mới chạy có 10 vạn km thôi các bạn ạ. Tên tư nhân, một chủ từ đầu, phiên bản Mazda BT50 2017. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, đăng ký năm 2017, nhập khẩu từ Thái Lan và đăng ký tên tư nhân, biển Thái Bình, một chủ từ đầu đấy quý bạn nhé. Số tự động, phiên bản này là phiên bản số tự động một cầu quý bạn nhé. Đấy, đây là cái tòa nhà, là tòa nhà Ngân hàng Quốc tế đây, tại thành phố Thái Bình. Và bên kia là bác chủ xe, anh chủ xe đang dọn đồ ra để bàn giao chiếc xe này lại cho tôi các bạn nhé. Và chiếc xe này là tôi đang mua đây, tôi quay vị trí chính xác đấy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình các bạn nhé. Đấy, và đây thưa với quý vị bạn nhé, chiếc xe này chúng tôi về cũng tôi sẽ đánh bóng dọn dẹp thôi, không phải sơn gì đâu. Và sau khi xong thì tôi sẽ làm một video để giới thiệu đến quý vị và các bạn về chiếc xe này nhé. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi kênh để đón xem những cái video mà tôi sẽ đăng về chiếc xe này nhé. Chiếc xe này chúng tôi sẽ chào bán với giá là 458 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị các bạn nào mà quan tâm chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc